thưa quý vị, xác định bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là chính sách mang ý nghĩa thiết thực chăm sóc bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre được thực hiện đồng bộ, thống nhất với số lượng học sinh sinh viên tham gia ngày càng tăng qua các năm. Kết quả là trong năm học 2023-2024 này, lần đầu tiên tỉnh Bến Tre có 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó giúp từng bước kiện toàn tổ chức y tế học đường, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên ngay tại các đơn vị trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho các em yên tâm học tập. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo truyền thông phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên ngay từ đầu năm học theo hướng linh hoạt về hình thức nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo cũng như của học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh, đồng thời phát hành hơn 125.000 tờ gấp truyền thông gửi đến các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội các quyện. Ngành giáo dục và đào tạo Bến Tre cũng tích cực tuyên truyền phổ biến đến phụ huynh học sinh sinh viên về tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc. Ý nghĩa của việc chia sẻ cộng đồng khi tham gia, trao đổi thông tin, tháo gỡ vướng mắt trong quá trình thực hiện, phối hợp với mặt trận tổ quốc, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, vận động nguồn lực xã hội quá, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục.